Thú nuôi vốn là những người bạn quá quen thuộc của giới cầu thủ. Sau những giờ tập luyện, họ lại trở về gia đình, trở về những loài vật quen thuộc và cùng chơi đùa với chúng. Bạn cũng chẳng xa lạ gì với hình ảnh Messi cùng những con trai chơi đùa với chú chó có tên là Hulk, một món quà của cô vợ Antonella Roccuzzo dành tặng cho Leo hồi năm 2016. Chú chó thuộc dòng Dogue de Bordeaux hay còn gọi là Ngao Pháp là một trong những giống chó lớn nhất thế giới. Cũng có không ít những ngôi sao bóng đá từng gặp rắc rối với vật nuôi của mình. Nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến trung vệ Kojima với màn nhìn nhầm con mèo cưng thành quả bóng. Với cú đá chí mạng mà con mèo nuôi trong nhà, Zuma bị Adidas cắt hợp đồng tài trợ, bị tẩy chay mạnh mẽ và thậm chí phải hầu tòa. Hay mới đây nhất, tiền vệ Fabinho bị đồn suýt chút nữa không thể gia nhập câu lạc bộ Al Ittihad chỉ vì chú chó cưng. Nhiều đồn đoán cho rằng tiền vệ người Brazil không thể đến Saudi Arabia vì không thể nhập cảnh hai chú chó bulldog giống Pháp của mình. Tuy nhiên sau đó, người ta vẫn thấy cựu cầu thủ của Liverpool dắt hẳn một con hổ để ra mắt câu lạc bộ mới. Thú cưng trong giới cầu thủ cũng đủ loại, phổ biến nhất vẫn là chó và mèo, nhưng cũng có nhiều ngôi sao chơi lớn. Muốn thể hiện cá tính hay đơn giản là họ muốn một vật nuôi khác biệt so với phần còn lại. Hãy hỏi Mario Balotelli về điều này. Tiền đạo tai tiếng người Italia cũng sở hữu những chú chó đáng yêu như bao cầu thủ khác. Nhưng vào một ngày nọ, Balotelli quyết định biến nhà mình thành một vườn thú. Anh nuôi cả cá mập, khỉ và sau đó là tậu thêm một chú lợn cho vui cửa vui nhà. Đó là thời điểm năm 2013 khi chuyện tình cảm của cầu thủ này bắt đầu gặp trục trặc. Anh bị cô bồ Fanny Neguesa đá nên tìm đến những thú cưng độc lạ để giải sầu. Ngay sau đó, cựu tiền đạo của Man City đăng tải hình ảnh selfie với một chú lợn trên mạng xã hội kèm theo thông điệp: "Cuối cùng thì cô heo nhỏ của tôi cũng tới, cô ấy mới chỉ có 2 tháng tuổi thôi, nhưng tôi đặt cho cô ấy cái tên là Super." Thực tế, chính bản thân Trần Sút sinh năm 1990 cũng không biết Super là giống đực hay giống cái. Anh tếu táo đùa rằng mình sờ vào phần ấy và không thấy gì nên tự quyết định Super là một cô heo nhỏ. Thậm chí Mario Balotelli từng gặp rắc rối với cô heo nhỏ mang tên Super. Thời điểm anh chuyển từ AC Milan để đến Liverpool thi đấu, Balotelli còn không thể đem vật nuôi của mình đi cùng. Theo truyền thông Anh vào thời điểm đó, chính phủ nước này có những yêu cầu đặc biệt về vật nuôi trước khi nhập cảnh. Tất cả những người chủ của các vật nuôi đều phải đăng ký mình là chủ nhân duy nhất của loài vật nuôi này. Sau đó, Balotelli phải có được chứng nhận sức khỏe từ những chuyên gia thú y tại Italia trước khi cô heo Super có thể được lên máy bay. Rắc rối đã không thể giúp Balotelli đoàn tụ cùng vật nuôi của mình. Trong khi đó, cô heo Super lớn nhanh như thổi sau hơn một năm mà đã phát tướng lên 65kg. The Sun từng đăng tải thông tin con Super còn rất tình cảm, thậm chí biết cách thể hiện tình cảm với Balotelli mỗi khi ông chủ nó liên lạc từ Liverpool về nhà qua hệ thống FaceTime. Thế mới thấy các nhà khoa học kết luận lợn thông minh hơn chó là có cơ sở. Chẳng biết có phải vì thiếu cô heo Super hay không, nhưng rõ ràng Balotelli đã trải qua quãng thời gian tồi tệ trong sự nghiệp khi thi đấu tại Liverpool. Đến bây giờ không rõ chàng tiền đạo người Italia có còn dắt lợn đi dạo mỗi ngày khi anh đang thi đấu cho câu lạc bộ Siam của Thụy Sĩ hay không nữa. Kể ra Balotelli nuôi lợn vẫn còn hiền chán so với thú cưng của Memphis Depay. Không khó để nhận thấy cựu tiền đạo của Manchester United sẽ chọn lựa vật nuôi nào. Bởi bạn chỉ cần nhìn thấy hình xăm sau lưng của Depay, bạn sẽ nhận ra ngay tiền đạo này thích những loài động vật mạnh mẽ, thậm chí là phải đứng hàng top đầu trong chuỗi thức ăn. Thế nên Depay lựa chọn một con sư hổ. Bạn không nghe nhầm đâu, nó đúng là một con sư hổ và loài này có thật hẳn hoi. Sư hổ là một sản phẩm lai của sư tử đực và hổ cái. Một con sư hổ trưởng thành có cân nặng trung bình lên đến 320kg. Tính đến năm 2019, trên thế giới chỉ có khoảng 100 con sư hổ và Depay là một trong số những người sở hữu loại động vật đặc biệt này. Được biết Depay đã nhận nuôi loài động vật này từ năm 2020, thời điểm anh bị rách dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Cũng vào lúc đó, dịch Covid-19 đang bùng phát khiến mọi hoạt động sinh hoạt bình thường đều bị ngưng trệ. Trên mạng xã hội, cựu tiền vệ của Manchester United đã khoe chú Liger trong nhà giữa mùa dịch. Cùng với đó, cầu thủ người Hà Lan này đã đăng tải trên mạng sẽ thế nào khi một con Liger đi chơi với sư tử. Ở nhà quanh quẩn suốt ngày với 4 bức tường đến cả những tỷ phú cũng cảm thấy phát chán. Thật may cho Depay là anh có chú sư hổ để bầu bạn cùng, giúp giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực từ tình hình chấn thương và dịch bệnh. Quyết định nhận nuôi một loài động vật nguy hiểm này không chỉ nhận về sự phản đối của hàng xóm mà cả các tổ chức bảo vệ động vật cũng lên tiếng. Sư hổ là một loài rất hiếm, không được sản sinh ra từ tự nhiên. Họ chỉ trích rằng loài người đã tác động để những động vật như vậy được sinh ra trái với quy tắc đạo đức thông thường. Tất nhiên, Memphis Depay bỏ ngoài tai tất cả những lời chỉ trích đó. Với anh, chú sư hổ này là niềm vui, là biểu tượng cho tính cách và động lực giúp anh mạnh mẽ vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Trong cuốn tự truyện Heart of a Lion, Depay từng kể về quãng thời gian khốn khó khi còn nhỏ, phải tự bươn trải kiếm sống. Thế nên những hình xăm về sư tử và con vật nuôi dũng mãnh kia như một phần nhắc nhở rằng anh đã mạnh mẽ như thế nào.
Karim Benzema cũng thể hiện thú chơi với những loài động vật săn mồi nguy hiểm. Hồi năm 2016, tiền đạo người Pháp từng đăng tải trên Instagram hình ảnh đang hôn một chú hổ con. Hai năm sau đó, Benzema tiếp tục chia sẻ các bức ảnh khoe cảnh đang cùng cô con gái Melia và cậu con trai Ibrahim chơi đùa với chú hổ con này. Nhưng ngay lập tức, cựu tiền đạo của Real Madrid cũng nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, đa phần chỉ trích Benzema đã quá liều lĩnh để một loài động vật nguy hiểm như vậy chơi đùa với chính các con của mình. Chẳng biết chúa sơn lâm của Benzema đã được thuần chủng hay chưa, nhưng việc để những đứa trẻ chơi đùa với hổ, kể cả đó chỉ là hổ con, cũng là hành động cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó, tiền đạo này cũng nhận lời khuyên nên trả chú hổ về lại thiên nhiên thông qua những trung tâm bảo vệ động vật hoang dã để nó có được cuộc sống tốt nhất. Chẳng biết anh có nghe lời khuyên từ những người khác hay không, nhưng kể từ đó đến nay Benzema cũng không còn đăng tải những hình ảnh liên quan đến chú hổ con đó nữa. Nếu bạn nghĩ hổ và sư hổ đã là những loài động vật khác người lắm rồi, thì hãy gặp cựu cầu thủ của Leicester, Matthew Oakley. Thực tế thì sự nghiệp của anh chàng này cũng chẳng gì nổi bật. Anh từng gắn bó 12 năm với câu lạc bộ Southampton, sau đó chuyển sang Derby County trước khi chọn Leicester. Thời điểm đội bóng này vẫn còn đang ngụp lặn ở League One và Championship. Cựu cầu thủ này có sở thích cực kỳ quái dị khi anh nuôi cả một đàn piranha, loại cá hổ nổi tiếng vì sự chết chóc của nó. Nếu bạn chưa biết thì cá piranha có thể dễ dàng cắn thủng hộp nhôm 5 lớp và có thể để lại dấu răng trên xương bò siêu cứng. Loại động vật đáng sợ đến từ vùng Amazon này còn có tập tính sinh sống theo bầy đàn. Cộng thêm những gì xuất hiện trong các bộ phim, piranha trở thành nỗi ám ảnh cho bất kỳ ai đặt chân xuống nước. Nhưng với Matthew Oakley, đó lại là một thú vui. Anh này từng khẳng định muốn một loài vật nuôi khác thường và piranha đem đến sự thỏa mãn cho khao khát đó. Matthew Oakley thậm chí còn đùa rằng những lúc cho cá piranha ăn là quãng thời điểm anh cảm thấy thú vị nhất. Thôi thì chúng ta đã toàn đề cập đến những loài động vật hung dữ rồi. Hãy đến với phần kết của video này với một thú cưng cực kỳ dễ thương, có khi chẳng kém gì người chủ đang sở hữu. Kai Havertz có tình cảm và có sợi dây liên kết đặc biệt với những chú lửa. Trong một bài phỏng vấn được thực hiện vào năm ngoái, tiền đạo người Đức kể lại từ ngày bé, anh đã được bố mẹ tặng cho một chú lửa dễ thương. Đến năm sinh nhật 18 tuổi, Kai Havertz còn sở hữu thêm 3 chú lửa khác, đều là những vật nuôi từ khu bảo tồn. Chú lửa đầu tiên tên là Tony, giống tên của Rudiger. Một chú lửa khác tên là Hope, có nghĩa là hy vọng. Chú lửa này được giải cứu từ một khu chợ khi người ta đang chuẩn bị biến nó thành thức ăn. Tuy nhiên, theo chia sẻ thì chú lửa Hope này đã ra đi vĩnh viễn mất rồi. Nói về thói quen nuôi lửa, Kai Havertz cho biết anh có mối liên hệ đặc biệt. Đây là một loài động vật điềm tĩnh, lạnh lùng và chỉ muốn sống cuộc đời mình. Tôi nhìn thấy mình ở trong chúng, vì tôi cũng rất điềm tĩnh. Mỗi khi thua trận, tôi sẽ đến vườn thú, nhìn vào những con vật, tôi thấy nét gì đó của con người trong chúng. Đó là một kiểu chữa lành tâm hồn, là nơi tôi cảm thấy bình yên. Có thể thói quen nuôi những chú lừa của Kai Havertz sẽ được tiếp tục khi anh chuyển sang Arsenal thi đấu. Và biết đâu, sự thư thái chữa lành tâm hồn khi sở hữu một loài động vật như vậy sẽ giúp sự nghiệp của Kai Havertz tìm lại được thăng hoa thì sao?